Até pico fogo. Assim não vai. Kính thưa giáo sư Francesco Bassi, kính thưa phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Giáp, kính thưa bác sĩ Xin Nam Hana, kính thưa toàn thể quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp. Sau đây thì em xin phép được trình bày cái bài báo cáo của em với cái chủ đề đó là nội soi can thiệp giảm thể tích phổi. Thì chỉ định của cái phương pháp mà điều trị giảm thể tích phổi thì đó là những cái bệnh nhân có cái tình trạng giãn phế nang hoặc là những kèn khí lớn tại phổi. Thì ở những cái tình trạng bệnh lý này thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả nặng nề lên chức năng hấp. Ví dụ như là giảm độ đàn hồi của phổi, cũng như là cái tình trạng khó thở liên tục trên lâm sàng, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Và trước đây thì những cái biện pháp mà điều trị nội khoa, dù bằng thuốc uống, đường phun hít, đường khí dung vân vân, thì nó cho thấy rất nhiều hạn chế, đặc biệt là ở những cái bệnh lý mà không có khả năng hồi phục, ví dụ như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và ở những cái giai đoạn cuối khi mà chức năng hô hấp đã suy giảm rất là nặng. Và cái phương pháp mà điều trị giảm tích phổi là cái những cái can thiệp nhằm làm xẹp hoặc là mất một vùng phổi. Những cái vùng phổi này là những cái vùng phổi bị khí phế thủng hoặc là bị kén khí lớn. Khi mà cái vùng phổi tổn thương bị loại bỏ thì cho phép những cái vùng phổi lành, những cái vùng phổi mà ít tổn thương hơn duy trì được những kích thước ban đầu. Từ đó thì đảm bảo được tăng được cái độ đàn hồi của phổi, cải thiện được những cái hoạt động của cơ hô hấp, và đương nhiên là bệnh nhân sẽ giảm được cái tình trạng khó thở, tăng được hoạt động thể lực và cải thiện được chất lượng cuộc sống. Thì những cái chỉ định điều trị chính của những cái phương pháp mà giảm thể tích phổi trên lâm sàng đó là những bệnh lý về giãn phế nang mức độ nặng, hay gặp nhất là trong bệnh lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hoặc là những cái trường hợp mà bệnh nhân có những kèn khí lớn tại phổi, và một số những cái trường hợp khác, ví dụ như là có thể là do tràn khí màng phổi, do dò màng phổi phế quản. Và cái phương pháp mà điều trị giảm tích thể phổi thì có hai cái phương pháp chính. Thì cái phương pháp mà kinh điển nhất đó là phẫu thuật. Còn cái phương pháp thứ hai đang được nghiên cứu ứng dụng trong những năm gần đây đó là nội soi phế quản can thiệp. Chỉ định ở đây thì chúng ta có thể thấy là những cái chỉ định mà của cái giảm thể tích phổi thì nó có rất nhiều cái tiêu chí, từ cái chức năng thông khí, rồi đến đo cái thể tích dung tích màng phổi, tuổi của bệnh nhân, cái tình trạng hút thuốc và cũng như là thể trạng bệnh nhân. Em được xin phép được lướt qua một chút về những cái phương pháp gọi là phẫu thuật giảm thể tích phổi. Thì phẫu thuật giảm thể tích phổi thì nó là một cái phương pháp kinh điển rồi. Phẫu thuật sẽ cắt kén khí hoặc là cắt những cái vùng phổi bị giãn phế nang, từ đó sẽ giúp cho chức năng hô hấp được cải thiện và cải thiện được tình trạng khó thở. Tuy nhiên thì một số những cái hạn chế của cái phương pháp phẫu thuật này đó là khó áp dụng trong những trường hợp mà nhiều kén khí, hoặc là trong những trường hợp mà bệnh nhân có thể trạng suy kiệt gây sút, nhiều bệnh đồng mắc không cho phép là tiến hành một cuộc phẫu thuật lớn. Bên cạnh đấy thì cũng có những biến chứng, ví dụ như là cái biến chứng trong phẫu thuật, ví dụ như là suy hô hấp, chảy máu, thì hoặc là những cái biến chứng mà sau phẫu thuật, ví dụ như là đặt ống nội khí quản, tình trạng mệt cơ, viêm phổi hoặc là mở khí quản, và kể cả cái tình trạng đó là dò khí sau khi mà phẫu thuật. Vậy thì nội soi can thiệp thể tích phổi thì là một trong những biện pháp nội soi can thiệp mà được ứng dụng gần đây để mà điều trị những cái tình trạng giãn phế nang. Thì người ta thấy rằng có rất nhiều cái phương pháp mà có thể tiếp cận qua nội soi can thiệp giảm thể tích, như là đặt stent hoặc là đặt van nội phế quản một chiều, đặt coil dùng keo sinh học, hoặc là đốt cái vùng phế quản bằng hơi nước. Và cái chỉ định của từng cái phương pháp này nó cũng khác nhau tùy thuộc vào những cái bệnh cảnh trên lâm sàng. Và cái chỉ định chung thì nó gồm có hai nhóm. Thứ nhất là cái nhóm mà giãn phế nang nặng được phát hiện qua việc mà đo dung tích toàn phổi với những cái chỉ số như là TLC hoặc là chỉ số dung tích khí cạn. Hoặc là cái nhóm thứ hai là những cái bệnh nhân mà có cái kén khí lớn, thường là trên 30% thể tích một phổi, và cái kén khí này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng hô hấp. Thì tổng hợp ở đây một số những cái phương pháp mà được áp dụng như là đặt stent đường thông khí phụ chẳng hạn, thì chủ yếu là được chỉ định trong những trường hợp mà giãn phế nang không đồng nhất, hay là đặt van nội phế quản chẳng hạn thì lại được chỉ định trong những trường hợp mà giãn phế nang đồng nhất. Còn những cái biện pháp như gắn keo, bơm keo sinh học hay là đặt coil thì được chỉ định trong cả những trường hợp giãn phế nang đồng nhất và không đồng nhất. Thì những cái biến chứng mà hay gặp ở tất cả các biện pháp thì đều là những biến chứng như là nhiễm trùng này, hoặc là đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đầu tiên thì em xin phép được cái trình bày cái kỹ thuật đầu tiên là kỹ thuật đặt van nội phế quản. Kỹ thuật này dựa trên nguyên lý đó là đưa một cái van một chiều vào trong phế quản của một thủy phổi hoặc phân thủy phổi, thì được chỉ định ưu tiên cho những trường hợp mà giãn phế nang không đồng nhất. Ngoài ra thì còn được chỉ định cho một số trường hợp mà tràn khí màng phổi kéo dài do dò khí. Hiện tại thì có hai loại van được sử dụng, đó là cái van dạng mỏ vịt và van dạng dù.
Về mặt nguyên lý của kỹ thuật thì cái nguyên lý dựa trên cái việc mà kiểm soát cái luồng khí lưu thông ở trong phổi. Khi mà van mở ra cho phép cái luồng khí đi ra trong thì thể ra và đóng lại để ngăn cái luồng khí đi vào phổi trong thì hít vào. Từ đó được hạn chế được tối đa cái luồng thông khí đi vào những cái phổi tổn thương và làm cho thể tích của những cái vùng phổi này nó thu hẹp lại dần dần. Đây là một số cái hình ảnh của cái van nội phế quản. Đây là van dạng vịt. Thứ hai đây là van dạng dù. Chỉ định thì em cũng xin được phép nhắc lại, nó là chỉ định chính trong những trường hợp mà dạng phế năng nặng hoặc những trường hợp mà kén khí ở phổi lớn hoặc là dò phế quản bằng phổi. Thì phương tiện dụng cụ của cái phương pháp này thì bên cạnh những hệ thống nội soi thì có một cái hệ thống rất quan trọng, đó là hệ thống mà đo thông khí bằng hệ. Thì trong cái để mà đảm bảo được hiệu quả của cái đặt phế quản nội phế quản một chiều thì việc đo thông khí bằng hệ hết sức quan trọng. Chỉ mà khi nào mà cái việc đo thông khí bằng hệ này đảm bảo ở cái vùng phổi tổn thương ấy, không có thông khí bằng hệ thì cái hiệu quả của việc đặt van nội phế quản một chiều mới được đảm bảo hoàn toàn. Thì cái bước đầu tiên cũng là bước quan trọng nhất ấy, đó là mình sẽ đưa một cái đầu catheter và cái hệ thống chắc tít cùng với bóng chèn để đo thông khí bằng hệ của cái vùng phổi định can thiệp. Trên hệ thống sẽ cho ra những hình ảnh về biểu đồ để xác định xem là cái vùng phổi đó có cái thông khí bằng hệ hay không, từ đó sẽ quyết định có đặt được van nội phế quản một chiều hay không. Cái bước thứ hai là sẽ đưa một cái đầu catheter với một cái dụng cụ chuyên biệt vào trong cái lòng phế quản phân thủy để mà đo kích thước chính xác nhất cho cái van nội phế quản một chiều. Và cái bước cuối cùng thì đó là đưa cái van vào trong lòng nội phế quản. Thì một vài những cái điểm mà liên quan đến kỹ thuật thì cái khó khăn của những kỹ thuật này đó là khi đặt những cái van vào những cái phân thủy ở vùng thủy trên của phổi là những cái vùng mà khó tiếp cận hơn. Thứ hai là nếu mà sử dụng chỉ gây tê đơn thuần để mà soi phế quản thôi mà không dùng những biện pháp mà gây mê toàn thân thì bệnh nhân có thể gặp phải những tình trạng như là ho, kích thích, từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến những vị trí đặt van cũng như là gây khó khăn trong quá trình mà can chỉnh vị trí đặt van. Và về lâu dài thì có thể có cái quá trình viêm hoặc là tăng sinh mô hạt có thể dẫn đến tắc van. Và cái vấn đề nữa đó là như em đã vừa nói, đó là cái hiệu quả nó phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng thông khí bằng hệ của cái vùng phổi bị tổn thương. Các cái bằng chứng hiện tại thì có một số những nghiên cứu cho thấy rằng là cái phương pháp này nó an toàn hơn so với phẫu thuật. Biểu hiện là cái chỉ số như là cái thời gian nằm viện ngắn và do tình trạng xâm lấn ít hơn, bệnh nhân có thể xuất viện sau từ 2 đến 4 ngày. Một số cái biến chứng hay gặp như là đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay là tràn khí măng phổi. Tổng quan về những cái nghiên cứu của cái phương pháp đặt van nội phế quản một chiều thì đây là một cái phương pháp mà cũng mới được áp dụng. Vì vậy và phần lớn những nghiên cứu thì chỉ theo dõi bệnh nhân trong một cái khoảng thời gian là khoảng từ 3 đến 6 tháng. Và những cái dữ liệu mà để mà khẳng định tính hiệu quả thì còn chưa đầy đủ. Thêm vào đó thì cái số lượng van sử dụng ở từng bệnh nhân thì nó sẽ dao động rất nhiều, kể cả trong một nghiên cứu cũng như là giữa những nghiên cứu khác nhau thì có thể dao động từ 4 đến 11 van đặt cho bệnh nhân. Cái sự cải thiện về triệu chứng chủ quan ấy thì đã được kiểm định rồi và được chứng minh rồi. Và có cái sự cải thiện rõ ràng trên cái thang điểm mà đánh giá chất lượng cuộc sống là thang điểm St. George. Gần đây thì có một cái nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí mà quốc tế SUPD vào hồi tháng 8 năm 2018. Đó là một cái phân tích gồm khoảng 15 nghiên cứu. Ở cái phân tích gồm này tiến hành 15 nghiên cứu và thu thập được khoảng hơn 300 bệnh nhân được tiến hành đặt van nội phế quản một chiều, thì người ta nhận thấy rằng có cái sự cải thiện FEV1 ở mức độ không phải là quá lớn, khoảng 6,7%, và có cái sự cải thiện về những cái triệu chứng chủ quan như là thang điểm St. George đánh giá chất lượng cuộc sống và sự cải thiện trên cái test đi bộ 6 phút. Ở ngoài ra người ta thấy rằng ở những cái bệnh nhân mà có cái rãnh nghiên thùy toàn vẹn thì cái sự cải thiện về chỉ số FEV1 thì tốt hơn, kể cả sau khoảng thời gian là 6 tháng cũng như là 12 tháng. Và cái tỷ lệ biến chứng thì nó không có khác biệt giữa cái nhóm chứng cũng như là nhóm mà bệnh nhân được can thiệp. Sau đây thì em xin phép được trình bày một cái trường hợp minh họa, đó là một bệnh nhân nữ 69 tuổi. Bệnh nhân này đã được phát hiện kén khí từ rất lâu rồi, từ năm 2006 nhưng mà chưa điều trị gì cả. Bệnh nhân có những biểu hiện khó thở tăng dần lên, lúc đầu là gắng sức, sau đó là tiến độ khó thở liên tục tăng dần. Cái chức năng hấp thì cho thấy giảm chỉ số về FVC và FEV1. Trên hình ảnh mà chụp các lớp vi tính ấy, thì thấy là cái kén khí ở phổi trái chiếm toàn bộ cái thủy trên phổi trái và khoảng 50% cái thể tích của phổi trái. Thì bệnh nhân này thì chúng em đã quyết định là áp dụng cái biện pháp là đặt van nội phế quản một chiều, đúng không ạ? Sau khi mà đo tiến hành đo thông khí bằng hệ, không có thông khí bằng hệ
thì được đặt hai cái van, thứ nhất là vào phân thủy đỉnh của thủy trên phổi trái và thứ hai là vào phân thủy lưỡi của thủy trên phổi trái. Những cái thông số ngay sau can thiệp thì cho thấy tình trạng ổn định, bệnh nhân cũng đỡ khó thở hơn một chút, không có đau ngực, không có những biến chứng như là tràn khí màng phổi, biến chứng nhiễm trùng hay di lệch van. Và đánh giá mà sau 3 tháng thì có sự cải thiện nhất định trên đo chức năng thông khí về chỉ số FEV1 và chỉ số FVC. Và trên hình ảnh chụp CT thì thấy rõ ràng là cái kích thước của kén khí nó được thu nhỏ lại sau khi mà tiến hành can thiệp trong vòng 3 tháng. Cái phương pháp thứ hai đó là phương pháp mà đặt coi vào trong lòng nội khí quản. Thì phương pháp này đó là cái phương pháp mà cấy một cái coi bằng chất nitinol vào trong lòng khí quản dưới hướng dẫn của nội soi khí quản. Khi mà coi được đặt vào trong lòng khí quản thì sẽ co rút và làm giãn chi tiết phổi. Các coi thì được chế tạo với kích thước khác nhau để mà đặt vào từng thủy phổi cũng như là phân thủy phổi. Và cái phương pháp này thì áp dụng cho những trường hợp mà giãn phế nang không đồng nhất và cả phế nang đồng nhất nữa. Các cái bước thì cái bước đầu tiên về cái nguyên lý của phương pháp này thì là đưa cái coi vào trong lòng nội khí quản bằng cái nội soi khí quản ống mềm. Sau khi đưa vào trong thì coi sẽ co rút và xoắn lại là gây ra sạch phổi và giãn tích phổi. Thì phương pháp này được tiến hành dưới cái sự kiểm soát của màn hình quang tăng sáng để đảm bảo tính an toàn cũng như là hiệu quả. Về hiệu quả của phương pháp này thì nó không phụ thuộc vào tình trạng thông khí bằng hệ. Nó có thể đạt được cái hiệu quả tối đa sau từ 2 đến 4 tuần. Cái khả năng cải thiện FEV1 thì tùy từng nghiên cứu, thì nó khoảng dao động từ khoảng 14-20%. Tuy nhiên thì những dữ liệu nghiên cứu về cái sự cải thiện trên chức năng thông khí cũng chưa đầy đủ. Một số cái biến chứng có thể gặp như là ho máu hay là tràn khí màng phổi. Những cái dữ liệu nghiên cứu theo những cái báo cáo về ca lâm sàng ban đầu ấy, cũng cho thấy là cái phương pháp này nó là phương pháp an toàn, không có biến chứng nguy hiểm. Cái phương pháp tiếp theo ấy, đó là cái phương pháp mà đặt stent về cái đường thông khí phụ. Thì nguyên lý của phương pháp này thì là tạo ra một cái đường dẫn khí phụ nối thông giữa cái vùng phổi ứ khí và một đường khí quản để từ đó làm giảm, làm xẹp các mũi khí và giảm khí cạn. Thì phương pháp này được áp dụng cho những trường hợp mà bệnh nhân giãn phế nang đồng nhất. Tuy nhiên thì cái hiệu quả lâu dài do cái phương pháp này cũng mới được áp dụng và chưa có những nghiên cứu để đánh giá hiệu quả lâu dài khi mà áp dụng phương pháp này. Các cái bước tiến hành thì đầu tiên là mình sẽ xác định cái vị trí mà mở cái đường thông khí phụ bằng siêu âm phế quản kết hợp với siêu Doppler để tránh vị trí mở vào các mạch máu. Thứ hai, sau đó thì mình sẽ mở cửa sổ vào trong cái thành phế quản đó bằng cái băng nong bằng bóng. Và cái bước cuối cùng là đặt stent vào đường thông khí phụ. Và stent này có thể được phủ thuốc để mà tránh tình trạng tắc nghẽn. Các cái dữ liệu nghiên cứu của cái phương pháp đặt stent đường thông khí phụ thì hiện tại vẫn còn hạn chế. Một vài cái báo cáo thì người ta thấy rằng cần phải đặt từ khoảng trung bình 8 đến 10 stent, dao động từ 2 đến 12 stent cho từng bệnh nhân. Và thể tích khí cạn trung bình có thể giảm 400ml. Và hiện tại thì vẫn chưa có những bằng chứng cho thấy là cải thiện trên những xét nghiệm đo chức năng hô hấp và test đi bộ 6 phút. Tuy nhiên thì có những bằng chứng đã cho thấy là có thể giảm những mức độ khó thở khi mà đánh giá bằng thang điểm MRC. Một số cái biến chứng hay gặp nhất thì là biến chứng chảy máu do mình phải mở cái đường thông khí phụ vào trong thành phế quản. Và những biến chứng khác ví dụ như là đợt cấp bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính hay là tràn khí hô hấp hay là nhiễm trùng hô hấp. Cái phương pháp tiếp theo em xin phép được trình bày thì là cái phương pháp mà dùng keo sinh học. Phương pháp này thì được tiến hành qua nội soi phế quản và sẽ bơm một chất keo sinh học vào trong lòng phế quản. Khi mà cái chất keo sinh học vào trong lòng phế quản thì dây cả quá trình viêm, quá trình sẹo hóa và làm xẹp cái thủy phổi. Những cái chất được sử dụng như là fibrin, thrombin hay là chondroitin vân vân. Khi mà được bơm keo sinh học vào thì nhu mô phổi sẽ bị sẹo hóa và dính lại. Nó sẽ chặn đứng cái luồng thông khí đi từ phế quản và phế nang và chặn đứng cái luồng thông khí giữa phế nang. Một số những cái báo cáo thì cho thấy kết quả ban đầu thì có sự giảm ý nghĩa về cái chỉ số giữa khí cạn và dung tích hoàn phổi sau 3 tháng, cũng như là có những cái chỉ số cải thiện về chỉ số FEV1 hay thang điểm St. George. Và nó bước đầu cho thấy hiệu quả trong những trường hợp mà giãn phế nang đồng nhất. Một vài cái biến chứng của cái phương pháp này thì như là những hay gặp như là viêm phổi hoặc là sặc hoặc là đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc là giảm bạch cầu và sụn trong 24 giờ đầu. Cái phương pháp mà cuối cùng em xin phép được trình bày đó là cái nội soi phế quản và dùng cái hơi nước để đốt cái lòng nội khí quản, từ đó gây cái tổn thương trong lòng phế quản bằng nhiệt và cũng gây ra cái phản ứng viêm, từ đó dẫn đến co kéo và xẹp, không hồi phục cái thể tích của vùng phổi bị tổn thương.
Thì trong quá trình mà đốt bằng hơi nước thì nhất thiết là phải sử dụng cái bóng chèn để mà bảo vệ những cái vùng phế quản còn lại. Một vài hình ảnh minh họa cái nguyên lý của kỹ thuật, thì đầu tiên là mình sẽ xác định cái vị trí can thiệp, cái vùng phế quản phân thùy cũng như cái vùng phổi mà định đốt bằng hơi nước. Sau đấy thì sẽ đưa một cái catheter chuyên dụng vào trong lòng phế quản và tiến hành bơm bóng và bơm cái hơi nước với cái liều xác định cũng như với cái nhiệt độ xác định để mà gây ra cái phản ứng viêm và co kéo ở trong lòng phế quản. Thì hiệu quả của nó thì không phụ thuộc vào không khí bằng hệ, nó gây ra những cái biến đổi cấu trúc ở đường thở từ mức độ phế quản, tiểu phế quản đến phế nang không hồi phục. Những cái bằng chứng hiện tại thì chưa cho thấy sự cải thiện trên chức năng không khí, nhưng mà đã có cải thiện trên cái thang điểm đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Và phương pháp này hiện tại thì vẫn chưa có nhiều dữ liệu nghiên cứu để mà khẳng định cái tính an toàn cũng như tính hiệu quả trên lâm sàng. Thì vừa rồi em đã xin phép được trình bày một số những cái biện pháp mà nội soi can thiệp để điều trị giảm đốt phổi. Thì đặc điểm chung của những cái phương pháp này thì nó đã có những cái bằng chứng để chứng minh được cái hiệu quả lên cái triệu chứng chủ quan của bệnh nhân, ví dụ như là tình trạng khó thở hay là thang điểm chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên những cái dữ liệu mà để chứng minh trên chức năng thông khí thì vẫn còn cần phải được nghiên cứu thêm và còn chưa đầy đủ. Em xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả quý vị đại biểu.